Mọi người ở Hàn Quốc đều biết rằng nếu cô sẽ bàn tán như thế bé Xuân Xuân giờ là giáo viên của tôi, ai dám bàn tán chứ? Bé Xuân Xuân đỉnh thật, từ cho các chị nghiên cứu và trường đại học chỉ dạy cấp 3 thôi. Đừng nói thế, cô ấy học chuyên ngành sư phạm mà. Em nói cho cẩn thận, đúng là tình học phải không? Nếu nào, cô ấy thì mình đi Mỹ hay là anh rồi, chào các bạn. Đây, chào cậu, Xuân Xuân có đây không? Để tự hào của chúng ta khác với các chân viên kia quá. Cô ấy tới rồi kìa, đáng ra nên gọi trước chứ, lâu rồi không gặp. Bà hờ khỏe chứ, được phong kính hả? Đúng là người nổi tiếng. Khác quá, đủ cà phê đi. Tôi có thích ngay bây giờ rồi. Hôm nào đấy hẹn đi ăn nha. Ăn xong giờ đưa cậu con chứ không? Mình muốn bắt cậu luôn đấy. Thật là, cảm ơn cô đi. Cậu lại đang bán tiền cách bao giờ đấy hả? Cậu làm nhầm biết rồi. Thôi nào, lại lâu rồi không gặp. Hả? Ừ. Đây mà cuộc sống tự chủ là gì hả? Gặp cuộc sống không chủ nói ban ngày đâu. Hôm nay sống khác đi, khác kiểu gì? Cậu thì sao? À, cậu có chèn không? Không, uống cà phê đi nào. Ừ. Đi thôi.